Xin chào, mình là Trọng đến từ Dragon Lab. Thì bắt đầu mình lại tiếp tục với cái series về con F4B6 à. Thì bây giờ hiện tại mình đang làm về cái chủ đề u ạt. Thì mình tiếp tục với chủ đề là mình sẽ nhận dữ liệu từ máy tính để mà gửi về cho chip và chip trả lời và phản hồi về. Thì bây giờ mình sẽ mình tắt cái này đi. Mình sẽ lấy là cái react cũ. Mình tạo một cái tận dụng cái thư mục này. Rồi, mình tạo cái thư mục receive là gửi ha. Mình nhận ha. Ok. Mình sẽ vào đây, mình chỉnh sửa lại. Rồi, mình bắt đầu mình sẽ chỉnh sửa. Bữa trước mình có cài đặt là những cái chân quạt của mình ở đây ha. Và ở đây mình sẽ kiểm tra lại kiểm tra lại cấu hình. Ở đây mình sẽ chọn là bất đồng bộ nè, truyền bất đồng bộ parameter thì mình chọn là 9600. Ok, những thông số này để mặc định. Ở cái NIVC thì mình chọn cái UART, mình chọn ngắt UART ha. Rồi tiếp theo mình sẽ ở phía system mình chọn NIVC thì mình sẽ chọn cái mức ưu tiên của này, mình chọn mức số 2 cho nó giảm độ ưu tiên của nó xuống. Rồi system mình sẽ chọn debug để mình làm code cho nó dễ. Rồi về những cái này thì mình không có thay đổi ha, từ mục nào ở đâu thì mình cũng thêm không thay đổi cả thôi. Open project. Ok, mình sẽ vô hàm main để mà xử lý. Mình tắt đi cho nó đỡ rối. Thì ở những bài trước mình đã tạo những cái file, những cái biến là cái bộ nhớ, cái mảng nhớ nhận dữ liệu ha. Rồi đây là cái byte nhận, cái đây là cái con trỏ, rồi đây là cờ. Rồi thì mình sẽ tiến hành mình sẽ kiểm tra cái hàm ngắt. Thì trong cái phần ngắt á thì mình phải kiểm tra ở đây có cái hàm ngắt chưa. Ở đây mình thấy có rồi nè, là có hàm này xử lý là ok, nó sẽ có ngắt. Ok, tiếp theo thì mình sẽ dùng cái hàm để mà xử lý ngắt khi mà ngắt xảy ra ha. Thì ở đây mình sẽ dùng kiểm tra ngắt. HQRT 1 ok chứ. Con trỏ đến instant bằng cái, nghĩa là cái UART, cái URT 1. Rồi cái này nhầm, cái này là URT 1 ha. Rồi tiếp tục tạm thời chưa xử lý ha. Xong ở hàm, những cái hàm này mình sẽ bỏ đi nè, bỏ đi hết nè. Vướng víu. Rồi tiếp tục ở trên này, cái này là cái phần khởi động thôi. Thì khi mà mình cái này mình làm cái logo của mình á, xong đầu đó mình sẽ gọi cái hàm ngắt, mình sẽ gọi hàm h ngắt ha.
để mà bật ngắt nó lên. ORT Receive. Okay. Receive. Đây Receive IT nè. IT là nhận trong ngắt ha. Ok. Tiếp tục là mình sẽ truyền những cái thông số cần thiết. Đây là nó sẽ có là HURT1 nè. Một nè. Tiếp theo là cái thông số. Thông số ở đây mình sẽ truyền vào là biến RXTT ha. RX. Biến này. Biến này cho chắc copy. Biến data. Đấy. Tiếp theo này mình sẽ có một cái biến. Cái này cái size, nghĩa là mình mỗi lần mình nhận một byte thôi. Đấy. Một byte thôi. Ok. Thì sau khi mình để cho nó khởi động rồi thì nó sẽ nhảy vô. Nếu mà có nhiều dữ liệu thì sẽ nhảy vô hàm này. Tiếp theo á thì nó nhảy vô thì mình phải xử lý. Xử lý nó. Nếu mà cái hàm cái con biến này ha. Cái biến này mà nó chưa có dấu enter á thì mình sẽ tiếp tục đọc nó. Thì cái dấu enter á thì trong mã ASCII á. Đây. Mình nhớ enter. Enter mã ASCII của mình là số 13 ha. Thì mình sẽ nói là thì khác bằng 13. Thì nếu mà bằng 10, chưa bằng 13 thì sẽ đọc tiếp. Còn nếu mà trường hợp thứ hai, trường hợp if else, else if nó bằng rồi thì mình ngắt, sẽ tổng hợp dữ liệu. Rồi thì mình sẽ lấy cái biến này vô. Biến ta đi. Cái này phải dùng buffer index này, con trỏ này thì cứ mỗi lần nó đọc thì con trỏ nó sẽ cộng lên một biến. Đấy. Thì cái mảng buffer này sẽ lưu cái giá trị data. Xong rồi mình note vô cho nó dễ nè, thêm dữ liệu, thêm cái hà cái byte, thêm byte dữ liệu liệu vào mảng rồi buffer. Rồi mình lưu đó rồi. Còn nếu như mà nó đã bằng rồi á, nghĩa là cái dữ liệu mình gửi, ví dụ ở đây mình gửi đâu ABCD ví dụ mình gửi ABCDEFG đi, xong rồi tiếp tục là mình xuống hàng này mình 13 đi, xong tới 13 nè, 13 thì ở trên máy tính nó sẽ là CR đó, CR thì nó sẽ hàm nó sẽ ngắt liên tục, nó khi nó nhảy vô đây nó sẽ hiện vô cái biến này, vô cái hàm này, hàm tới khi mà nó gặp cái này rồi á, gặp cái số 13 nè, là cái CR đó, thì nó nhảy vô, thì vô nhảy vô xử lý để mình kết thúc cái hàm đó, mình kết thúc cái hàm đó thì mình phải cho cái biến đếm này nó trở về ban đầu bằng không ha, nó trở lại đầu mảng để mình tiếp tục nhận cái mảng tiếp theo, rồi mình cũng xóa cái cờ ngắt luôn.
mình ta, à, mình tăng cái cờ ngắt lên là một để mình nhảy vô mình xử lý tiếp ha. Cái cờ là cái TX lab nè, cho nó bằng một đi để mình xử lý dẫn cờ phải nghĩa. Bắt đầu xử lý ha, xử lý dữ liệu thì mình để xử lý dữ liệu thì mình sau đây thì mình sẽ đưa vô hàm while để mình xử lý dữ liệu ha. Đây, xuống này mình sẽ xử lý dữ liệu thì nếu này cái này cái cờ này nó có thì giờ mình làm gì đây, thì mình sẽ gửi lên, mình được gửi ngược lại trên lên lại cho máy tính, để máy tính để mình thấy được là mình đã nhận rồi ha, thì mình nhận thì mình ghi để nhận rồi ha, để nhận rồi. Ok, tiếp theo là bỏ này luôn đi. Tiếp theo thì mình nhận rồi thì mình phải bây giờ mình sẽ truyền, mình chuyển cái dữ liệu của RX sang cho TX. Thì bây giờ mình chuyển như thế nào đây, thì nó là có mảng thì mình phải chuyển theo theo hàm for kỳ ta, for nhảy vô sọc mắt không for. Không đi chữ for được ta. Rồi. Đấy. For ha. In. In y bằng 0. Rồi. Đấy. Y cộng cộng y nhỏ hơn 10 đi. Ở trên này cái mảng của mình để 10 thôi cho nó nhỏ, cho nó ít dữ liệu lại. Ok, 10 nhỏ hơn 10 là nó là đúng số 10, giờ tại vì nó cộng số 0 nữa cho nên đúng số 10 rồi. Y cộng cộng hai cái mảng này bằng nhau và số phần tử thì mình dùng hai cách này để mà nó truyền qua. Thì giờ mình cho cái TX nè, TX Wrapper bằng rồi đây. Ok, tiếp theo, tiếp theo khi mà mình đã chuyển cái mảng này rồi thì mình sẽ gửi mảng này đi, copy hàm này làm gửi cái mảng này đi lên cho máy tính. Đấy, gửi vậy là xong. Xong khi mình gửi xong thì mình sẽ tắt cái mảng, tắt cái con cái cờ này đi để mình tiếp tục nhận tiếp dữ liệu. Rồi. Ok. Rồi. Còn gì bất thường không? Này nó báo cái gì đây ta? À, do mình sai. Ok. Biểu thử. Rồi, mình sẽ mở cái Hewlett lên. Đây, hiệu của clip của mình đây. Mình đã kết nối phần cứng rồi nha. Mình nấu bành nè. Mình sẽ gửi lót lại thứ lần nữa đây. Đấy. Welcome.
send chưa nhận, còn cái gì đó thường. À quên, ở trên đây, ở đây khi mà đã xử lý cái hàm này rồi, mình gửi đi thì bắt đầu phải tiếp tục mình nhận nữa, mình phải copy hàm này để mình vô trong cái hàm ngắt mình nhận lại. Quên, hàm nhận lại rồi. Ở đây, ở đây mình phải truyền cái dữ liệu tế buffer ra đây ha. Ok, tại do là mình nhầm với cái biểu tượng là CR với LF, thì CR là mới là cái biểu tượng, cái này là cái dấu enter xuống dòng, còn cái LF là dòng mới ha, LF. Rồi ở đây mình để kiểm tra kỹ rồi nè, này CR nè, về đúng rồi. Ok, còn ở đây mình gửi data lab để nó nhận thử. Ok, view thử ha. Rồi đây, nó đang, nó đã gửi khởi động xong, bắt đầu mình sẽ gửi thử cái biểu tượng này, là gửi cái dòng dưới đây luôn, dòng này thử nhận đúng không ta, nhưng mà chỉ 10 ký tự thôi. À, xin chào đi. Rồi gửi trên nè, ai đây nhận nè, thiếu sao đó. À, đủ rồi. Tiếp tục thôi, nhận đủ. Ok, đây, xin chào coi, xin chào dư. À, cái mảng nó không có xóa, do mình không có xóa cái mảng. Để xóa cái mảng đó thì mình sẽ xóa cái mảng để nó khỏi dư. Mình dùng hàm main set. Cái mảng TX này. TX. Rồi mình sẽ xóa cái mảng đó đi. Rồi số phần tử là 10 ha. Tương tự với cái hàm RX cũng vậy. Để nó không có bị tồn tại những cái mảng phía trước nó đè ha. Ok, clear đi, anh reset lại ha. Ok, sau mình gửi nè. À, xóa luôn. Vậy à, mình phải lỡ đỡ này sâu rồi. Ok, có luôn mảng mất tiêu. Ok, Data Lab send nè. Ai già, ai già. Có vị không đúng rồi. Ok, số mạng ở đây nè, số mạng ở trong đây nè.
Rồi mình mới nói xong, mình thử coi xem, gửi rồi nè, thấy nhận nè, gửi đó, giờ nó không có bị lỗi nữa, nó có gửi thoải mái rồi, thay đổi rồi chính cái từ thôi, cái 789 này nó không nhận. Đây là tháng 9. Xin chào. Khi đấy, ok. Thì để nó nhận được mà ha.